có làm không không bây giờ anh có làm về kỹ thuật không? Hiện tại thì không, nhưng sau này thì cũng chưa biết. À vậy là em không thích. Yeah. Tại vì em rất thích con trai làm nghề kỹ thuật. Okay. Họ mạnh mẽ và đầy nam tính. Trời ơi thiệt luôn. Không biết cái đấy à? Em không biết cái đấy à? Em không biết. À, em không biết chị Nguyệt à? Không. Không biết chị Nguyệt à? À em biết chị Nguyệt rồi. Đó, đấy là phân đoạn chị Nguyệt mà. Em rất thích con trai làm nghề kỹ thuật. Họ mạnh mẽ và đầy nam tính. Em nói tiếng Bắc không được. Ờ, thế người yêu của Nguyệt cũng làm nghề kỹ thuật à? Em đã làm gì có người yêu? Em còn đang sợ ế thế này. Ờ, hôm trước anh còn được một bạn sinh viên trường sân khấu điện ảnh, khoa kịch. Wow. Dạy anh nói câu đấy luôn. Em đã làm gì có người yêu? Chữ yêu phải nhẹ thôi. Em đã làm gì có người yêu? Em còn đang sợ ế thế này. Ơ, em không nói được giọng Bắc à? Em nói được. Anh dạy em nhé. Em là chữ em. Đấy, em đã. Đã. Làm. 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 Ừ, gì? Gì? Có. Có. Người. Người. Yêu. Yêu. Đấy, chuẩn ngay. Nói đi. Em đã làm gì có người yêu? Em đã làm gì có người yêu? Đấy, nhẹ 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 thôi. Nhẹ thôi. Giọng kiểu mình chỉ mở cái cổ họng ra một nửa để cho cái giọng nó hơi gió gió ấy. Em đã làm gì có người yêu? Nghe nhẹ thôi. Em đã làm gì có người yêu? Ừ, nhẹ hơn nữa thì cái giọng nghe ấy có nghe thảo mai quá. Tại cái giọng em. Ơ mà thật sự chị Nguyệt rất là thảo mai nè. Đúng không? Em đã làm gì có người yêu? Công nhận là em anh nói chị Nguyệt em mới nhớ thì cái phim đó đã rất là lâu rồi.